Và bây giờ xin em xin hỏi em, bố mẹ vẫn còn không? Dạ còn ạ. Bố thì còn ạ. À, đã bao lâu rồi em chưa nói em thương bố? À, bao lâu rồi? Chắc là 6 năm rồi. Bao nhiêu ạ? À? Rất lâu rồi. Rất lâu rồi, bao lâu? 15 năm nay ạ. Em có thể gọi về cho bố em bây giờ, em có số điện thoại của bố không? Em có thể gọi cho bố em bây giờ. Và nói một câu duy nhất. Em làm được. Em làm được, em hãy lấy số bố em ra. Cho bố em đâu. Em có biết rằng bố em sinh em ra, mẹ em sinh em ra rất thương em đúng không? Và họ luôn luôn chờ đợi cái tình yêu của con mình. Quý vị có đồng ý với tôi không ạ? Giây phút này tôi mong rằng quý vị hãy tiếp thêm sức mạnh cho cô ấy. Hãy tiếp thêm sức mạnh về niềm tin cô ấy. Và quý vị hãy tin rằng cô ấy làm được đúng không ạ? Bao nhiêu người trong số các bạn tin rằng cô ấy sẽ làm được và nên làm điều này ngay bây giờ. Vươn tay cao lên ạ, để hỏi các bạn chúng ta. Rồi, gửi một tình cảm của mình đến người cha duy nhất trong cuộc đời, người đã sinh em ra. Và bây giờ em chỉ làm một điều duy nhất là nói với bố rằng: bố ơi, con yêu bố. Một trong những cái rào cản lớn nhất nó không phải nằm ở người khác mà nằm ở chính chúng ta. Nếu như ngày hôm nay đơn giản quý vị làm được bài tập này, quý vị là người chiến thắng với chính mình chứ không chiến thắng với ai cả. Nhưng tôi tin tưởng rằng mối quan hệ của em và người cha của mình đã có một sự thay đổi rất lớn. Tôi đã làm rất nhiều trường hợp này cho những người học viên của tôi. Và sau cuộc gọi điện thoại đó, có mối quan hệ đã kết thúc. Và một trong những người tôi đã từng chứng kiến, đó chính là trợ lý của tôi, đó chính là cô Quảng Trọng.